Chợ hoa Nhật Tân tấp nập những ngày cuối năm. Được xem là khu vườn thiên nhiên đẹp nhất Hà Nội, vườn hoa Nhật Tân nơi đây thu hút nhiều khách du lịch bởi thung lũng hoa với hàng trăm loại hoa đua nhau khoe sắc. Vườn hoa Nhật Tân hấp dẫn nhất du khách là vào dịp Tết đến xuân về, lúc mà ngàn hoa khoe sắc, sắc hoa khoe mình dưới nắng mai, trông rực rỡ và nên thơ. Quanh năm những cánh hoa khoe sắc dưới ánh nắng, lấp lánh muôn màu sắc, xen kẽ sự xanh thẳm của bầu trời sẽ mang lại cho bạn cảm giác thư thái lạ kỳ. Vườn hoa Nhật Tân có gì? Nằm ngay dưới chân cầu Long Biên, làng hoa Nhật Tân là điểm đến quen thuộc của các tín đồ mê chụp ảnh. Khu vườn hoa Nhật Tân có đến 3 địa điểm để vui chơi như bãi đá và 2 vườn hoa làm dịch vụ. Với bất cứ một du khách nào đến với nơi đây thì chắc chắn không thể bỏ qua khu vườn này. Trong đó vườn hoa Phương Linh là được du khách yêu thích hơn cả. Vườn hoa Phương Linh rộng cả nghìn mét vuông với hàng chục, thậm chí là vài chục loại hoa khác nhau đua nhau khoe sắc. Không chỉ thế, với việc trang trí tiểu cảnh tạo không gian lãng mạn mà vườn hoa còn càng trở nên đẹp hơn, rực rỡ hơn và thu hút hơn. Những luống hoa đào, hoa cúc, cúc họa mi đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng lấp lánh. Xen kẽ với đó là sự xanh thẳm của bầu trời, một khung cảnh thiên nhiên hài hòa giữa đất, trời, cỏ cây, hoa lá mang đến cho du khách cảm giác xao xuyến và thư thái đến lạ kỳ. Bất kể bạn đến vườn hoa Nhật Tân vào mùa nào thì cũng sẽ có những loại hoa rực rỡ khoe sắc hồng chào đón bạn. Mỗi mùa có những loại hoa khác nhau như hoa đào nở vào đợt Tết, hoa cúc nở vào mùa xuân, hoa hồng, bướm điệp vàng nở quanh năm. Mỗi cây một màu sắc khác nhau tạo nên một cảnh quan đa sắc màu tuyệt đẹp. Giá vé vào cổng, chỉ cần dành một buổi và bỏ ra một số tiền nhỏ thôi là bạn đã có thể sở hữu những bức hình lung linh không khác gì được chụp tại studio dưới bàn tay của những nhiếp ảnh gia. Giá vé vào cổng cho mỗi mùa thì khác nhau, nhưng thường dao động từ 50.000 đến 80.000 đồng trên một người. Với không gian thoáng đãng cùng cảnh sắc tuyệt vời, cùng nhiều loại hoa khác nhau, đây chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng cho mọi người và tôi tin rằng sẽ chẳng ai tiếc vài chục nghìn để có thể được chìm đắm trong không gian thơ mộng này. Ngoài chụp ảnh vui chơi thì bạn cũng có thể lựa chọn cho mình những đóa hoa cúc họa mi bán ngay ở cổng vườn chỉ với giá là 20.000 đồng đến 30.000 đồng trên một bó. Đến vườn hoa Nhật Tân bằng cách nào? Có nhiều cách thức để đến được vườn hoa Nhật Tân như tự túc, đi xe công cộng, tùy theo mong muốn của từng người mà lựa chọn phương tiện khác nhau sao cho thuận tiện nhất. Đây đúng là vườn thượng uyển không thể nào không ghé thăm. Xe buýt. Phương tiện công cộng phổ biến nhất, thuận tiện nhất đó là xe buýt. Đến vườn hoa Nhật Tân bạn có thể bắt xe tuyến 55, 58, 231 và xuống tại ngã ba Nhật Tân. Sau đó bạn sẽ phải đi một đoạn đường đi bộ không xa lắm, chỉ cần đi thẳng từ điểm xuống xe buýt là đến nơi. Hoặc bạn cũng có thể đi theo con đường khác, đó là đi theo đường Âu Cơ, rẽ vào ngõ 264 rồi tiếp tục đi thẳng tới vườn đào, vườn quất là sẽ tới. Xe máy, hoặc nếu muốn chủ động hơn thì phương tiện thuận tiện nhất đó là xe máy. Bạn chỉ cần đi theo đường hướng dẫn trên, một mạch đến vườn hoa luôn. Giá gửi xe máy là 10.000 đồng trên một chiếc trên một ngày. Xe ôm hay taxi sẽ là thuận tiện nhất nếu bạn đi cả gia đình hoặc gia đình có con nhỏ thì taxi là lựa chọn tốt nhất. Hoặc nếu đi ít người thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn phương tiện là xe ôm. Tùy vào đoạn đường đến đó dài hay ngắn mà số tiền bỏ ra sẽ khác nhau. Chơi gì ở vườn hoa Nhật Tân? Với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp như vậy, thật là lãng phí nếu bạn không đến đây để thưởng thức và chụp những bức ảnh làm kỷ niệm. Hãy đi cùng bạn bè, người thân của mình để có thể vừa thưởng thức, vừa lưu giữ những bức ảnh check-in và lưu giữ những kỷ niệm bên nhau. Có khá nhiều background cho những bạn đam mê chụp ảnh và cho cả những bạn thích được chụp ảnh. Công viên hoa, cầu vắt ngang hồ, xích đu, ghế đá sẽ là những background đẹp nhất cho bạn. Không chỉ thu hút giới trẻ mà vườn hoa Nhật Tân còn là điểm đến lý tưởng của những cặp đôi uyên ương. Và cuối năm sẽ không lạ khi bắt gặp những cặp đôi đến đây chụp ảnh cưới. Dưới một không gian tuyệt đẹp, lãng mạn như vậy, chắc chắn họ sẽ được hạnh phúc vẹn toàn. Đến Nhật Tân thì mặc gì, chụp ảnh thế nào? Để chuẩn bị cho một ngày đi chơi, thả dáng bên những khóm hoa đa sắc màu thì bạn có thể lựa chọn những trang phục yêu thích. Bất cứ trang phục nào cũng phù hợp với nơi đây, bạn chỉ cần tự tin khoe cá tính và không cần ăn mặc quá lố là được. Chẳng hạn với một cô nàng ưa nhẹ nhàng nữ tính thì có thể mặc những chiếc váy liền nhẹ nhàng. Vì vườn hoa đã đủ sắc màu rồi nên bạn chỉ cần mặc một chiếc váy thanh nhã, nhẹ nhàng, không cần nổi bật quá. Hoặc nếu bạn là một cô gái bánh bèo đúng hiệu thì bạn có thể chọn cho mình những chiếc váy ren. Những chiếc áo kiểu cách, chỉ cần biết kết hợp một chút, bạn sẽ có những bức hình lung linh bên những khóm hoa. Hoặc có thể bạn là một cô nàng cá tính, yêu thích hoạt động, bạn chỉ cần mặc những chiếc quần jean, quần short kết hợp với áo sơ mi hoặc áo thun và giày thể thao cũng sẽ rất nổi bật. Song song với việc lựa chọn quần áo thì bạn cũng nên kết hợp với việc trang điểm. Tùy vào tính cách của mỗi người mà chọn cho mình cách trang điểm đậm hay nhạt, nhưng điều quan trọng là phải phù hợp với trang phục bạn mặc. Theo tôi nghĩ một cách trang điểm nhẹ nhàng sẽ phù hợp với tất cả mọi người. Đến đây thì bạn sẽ mong nhất là được chụp những bức ảnh thật đẹp, thật lung linh nhưng không biết cách chụp. Đừng lo quá, bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn.
Nếu bạn không có máy ảnh thì hãy sử dụng ngay chiếc smartphone của mình, dùng ứng dụng camera 360, mọi khung hình sẽ trở nên lung linh. Hoặc nếu bạn có máy ảnh, thế thì thật may, bạn chỉ cần bỏ túi cho mình một vài cách chụp ảnh sao cho đẹp là đã có thể có hàng tá những bức ảnh ưng ý. Một option cho bạn nữa là có thể nhờ người bạn có máy ảnh biết chụp ảnh đi cùng. Hoặc nếu chẳng có ai để nhờ thì hiện nay dịch vụ chụp ảnh thuê rất phổ biến, bạn chỉ cần lên mạng search là nó cho bạn cả một list. Và giờ việc của bạn là chỉ cần lựa chọn người đi cùng mình, trang điểm, ăn mặc thật xinh để lên đường thôi. Trên đây là gợi ý của chúng tôi về việc tham quan chợ hoa Nhật Tân vào những ngày cuối năm. Cảm ơn bạn đã xem hết video này. Nếu các bạn thấy video này bổ ích thì nhớ nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nhất của chúng mình nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!